Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay FT3 sẽ test thử chơi một số những cái game ở trên cái kho ứng dụng chơi game độc quyền của Apple anh em nhé. Đó, thì anh em nào mà lên iOS 13 thì anh em có thể biết thì đây là một cái kho ứng dụng độc quyền của Apple nha. Apple Arcade thì anh em sẽ phải trả phí là $5 một tháng cho để có thể chơi được game, tất cả các game ở trên cái kho ứng dụng này của Apple anh em nhé. Đó, thì mình thấy thì game ở đây thì độ giải trí của nó khá là hay. Nó không chơi hát nhiều nhưng mà độ giải trí của nó rất là hay anh em ạ. Đấy, độ giải trí của nó rất hay. Thì mình đã tải thử về một số các game để mình có thể demo cho anh em. Ví dụ là cái game này này. Đấy, game này là game của gọi là game đi cảnh này. Và cái game con ếch này này để game gọi là để giải trí. Đấy, game để giải trí. Và đấy, mình đã test thử hai game này thôi. Còn những cái game khác thì mình sẽ test sau anh em nhé. Đó, thì game nó cũng khá là nặng nên là tải nó cũng khá là lâu anh ạ. Mỗi game. Một game nó khoảng 1-2GB thì hiện tại Apple đang cho dùng thử 30 ngày miễn phí anh em nhé. Anh em chỉ cần liên kết ví Momo với cả tài khoản Apple của anh em thôi là anh em có thể sử dụng được miễn phí 30 ngày nha. Hết 30 ngày thì anh em có đăng ký nữa thì anh em đăng ký, không đăng ký nữa thì thôi nha. Rồi ok. Thì đầu tiên chơi game thì ở đây mình chơi trên con K3 anh em nhé. Đấy, chơi game anh em bật con K3 lên thôi anh em nhé. Đó, bật con K3 lên và anh em kết nối Bluetooth với con K3 anh em nha. Đó, ở đây thì đây mình đã kết nối rồi nhá. Đây còn nó sinh ra những cái con K3 khác là mình sẽ hủy hết đi nhá. Để quên hết những cái con K3 khác đi. Mà mình chỉ để đúng một con K3 thôi anh em nhé. Anh em lưu ý là để đúng một con K3 cho mình. Còn đâu tất cả các con khác em quên hết đi nhá. Đó, tất cả những con khác em quên hết đi, để đúng một con cho mình thôi để cho đỡ lỗi nhá. Đó. Rồi đây này, ở đây anh em có thể sử dụng được chuột này. Anh em ấn con hình con năn này. Đấy, ăn con nan để ẩn con chuột này. Đấy, một giây sau ẩn này, ăn con nan hiện lên này. Đó, đây mình sẽ test thử cho anh em trên cái con game này nhá. Đó. Ok, đây mình đã vào rồi, đang vào rồi anh em thấy chưa? Đấy, di chuyển ra con này anh em thấy chưa? Đấy, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn anh em qua mác phím nhá. Mác phím thì anh em đi đến một cái chỗ nhặt đồ này. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, anh em chụp ảnh màn hình lại thôi. Rồi. Chụp ảnh màn hình lại anh em nhá. Đó, rồi anh em trở ra màn hình. Đây, có ứng dụng GoBlade anh em thấy chưa? Đấy, ứng dụng GoBlade đây. Anh em kích vào đây cho mình này. Đó, ok. Rồi, anh em ở đây có nút ADD config này. Ở đây thì mình trước mình đặt là G1 rồi thì ở đây mình hướng dẫn anh em từ đầu thôi. Anh em nhấn vào ADD config dành cho những anh em game mới, anh kiếm xuống cuối cùng và chọn cho mình grip cái gì đây này, config game config này, anh em new cho mình này. Anh em đặt tên cho mình, đặt tên là gì cũng được nhá. Nhớ viết tiếng Việt không giấu cho mình nhé. Ở đây mình viết là G2 đi. Đấy. Mình cũng chẳng nhớ tên của nó gì, mình đặt là G2 đi. Đó, G2 đây, em kích vào cái G2. Ấn vào ADD config. Rồi, anh em ấn vào ảnh. Em loát cái ảnh vừa rồi cho mình vào đây. Đấy, loát cái ảnh vừa rồi mình vừa chụp vào đây, anh em thấy chưa? Đây cái giao diện nha. Anh em chỉ cần ấn vào nút ADD key này, ấn vào ô đầu tiên này. Đấy, nó sẽ ra cái giao diện di chuyển của chúng ta ra. Anh em kéo vào đây thôi, kéo sang bên trái để ở tầm này cho mình nha. Kích vào nút di chuyển. Ở đây nó có cái phần cap lock này, anh em vào setting này, clear the key này. Đấy, bỏ cái cap lock đi. Chúng ta không ở cái này, chúng ta không cần cắm đóng nhé. Rồi anh em bấm chuột phải cho mình này. Đấy, ấn chuột phải nha, anh em kéo chuột phải vào đây cho mình này. Đấy, anh em bấm tiếp chuột trái cho mình này. Đó, anh em sẽ kéo chuột trái vào chuột trái ô bắn này cho mình. Nói chung là tùy anh em thích map thế cũng được nha. Ở đây khiên nhỉ, cái khiên này mình để nút E nhé. Ấn nút E vào phát này, kéo nút E vào đây. Tab này, ấn tab một phát này, anh em kéo tab vào đây này. Đấy, ở đây là big up các thứ này, mình để F nhé. Đó, rồi anh em di chuột một phát này. Đó, ra con chuột này nhá. Anh em kéo dịch sang bên tay phải này cho mình này. Kích vào con chuột. Đây, cái nút là sai, anh em kéo vào thùng rác thôi. Kích vào con chuột. Ở đây thì tốc độ chuột nhá. Tốc độ chuột thì mình thường mình để là khoảng 0175 anh em nhá. Nói chung là tùy anh em muốn nhanh thì anh em để nhanh, anh em muốn chậm thì anh em để chậm nhá. Ở đây mình để 0175 nhá. Anh em hoàn toàn có thể vào đây chỉnh sửa thoải mái nhá. Rồi ok, anh em quay lại. Em ấn nút save này, xếp lại này. Đấy, nút xếp lại này. Anh em ấn xếp lại một phát là xong anh em nhá. Đó. Save một phát là xong. Rồi, ok, sao? Bây giờ anh em có thể quay lại màn hình chính. Ok, thì bây giờ anh em hoàn toàn có thể sử dụng một con chuột nha. Anh em ấn chuột giữa đây. Đó, để ẩn hiện này, anh em thấy chưa? Đây, ấn chuột giữa để ẩn hiện các thứ này. Anh em ấn vào game của mình này. Rồi, ok. Mình sẽ từ di chuyển cho anh em nhé. Đó, anh em thấy chưa? Đấy, lúc này là chém này, anh em thấy chưa? Chém này. Đó, ok. Khiên này, E này. Đấy. Ngắm bắn này. À đây, đang đi vào cái này đấy. Qua màn. Đây, ngắm bắn này, anh em thấy chưa? Đấy, ngắm bắn này. Đó. Anh em thấy chưa? Tab này. Đó, đó, map nó cũng rất là đơn giản đúng không anh? Map nó cũng rất là đơn giản. Đây, không biết cái gì đây. Đây, tí đạn đấy nhỉ.
À, mình chơi chưa quên anh em ạ, chơi chưa quên cái game này không biết phải chơi như thế nào nữa. Đấy, chơi game trên Apple Arcade bằng bàn phím chuột thì lại vui vãi đái anh em ạ. Rồi, chém cái cây anh em ạ. Ok, được cái sợi máu này. Thôi, chém làm gì qua đây. Đây, mình đã chơi đến cái màn boss này để test cho anh em này. Chơi đến cái màn boss rồi anh em ạ. Màn boss thôi. Thì cái bàn phím Android K3 này bên mình hiện tại đang có giá là khoảng 1.090.000 anh em nhé. Nguyên cái bàn phím này thôi, nguyên cái bàn phím này. Đấy, bàn phím cơ anh em nhé. Và chơi được tất cả các game ở trên App Store nha. Đấy, game Apple Arcade vẫn chơi ngon này. Bàn phím này chơi PUBG các thứ vẫn ok anh em nhé. Đấy, đây nó bảo gì đây. Bỏ qua chứ, how to skip này. Rồi, ok, ở nhau luôn à. Quánh nhau. Ây chà. Được cái nhà. Nào. Cái. Chạy. Rồi, ok. Anh chạy được phết nhỉ. Còn cái cẳng đốt nào, cẳng này ông mày thấy sợ à? À rồi cái cẳng kia rồi mày, ai đi mày bổ ai, mày bổ ai không chết anh em ạ. À định mệnh, đau quá. Mình sẽ phải chạy đi đánh mấy cái hòm để kiếm ít máu rồi. Anh định mệnh nó đánh đau hết nhở anh em ạ. Ôi còn một cái càng toát nữa. Đu vệ đi. Đau quá anh em ạ. Ôi thì mình nó ném. Ôi định mệnh chết rồi. Mau. Cái gì đây. Ít. Chết, đeo có máu anh em ơi. Đừng. Bánh xịt đây. Mày định bánh nhà nó như thế này. Chết rồi anh em ạ, chết rồi. Đó, thì đây là cái game gọi là game đi cảnh anh nhá. Đấy, em thấy đánh khá là vui anh em nhá. Đấy, đánh khá là vui anh em nhá. Ok, rồi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ test trên cái game Codex này xem nó như thế nào nhé. Game Codex này thì chúng ta chỉ cần map với nút di chuyển ASDVK thôi. Đấy, đây là ở cái game này mình vừa map rồi thì mình vào cái game này phát mình chơi được luôn anh em nhé. Không cần phải map lại anh em nha. Đó, ok anh em đợi một chút nhé. Để cho nó loát. Game này của Colami anh em ạ. Colami, một cái tên khá là thương hiệu, khá là nổi tiếng ở trong cái nàng chơi game anh em nha. Tap to start này. Ok. Đó thì mình đã chơi thử mấy màn rồi anh em ạ. Chơi thử mấy màn rồi. À, chơi lại màn 2 cho anh em xem nhé. Màn 2 chưa được cái sao lạ rồi ạ. Đây, di chuyển này anh ơi chưa. Lên này, xuống này. À, đây là đá thế thôi. Hôm nay nhiệm vụ của mình là sẽ đi giải cứu những con ếch con anh em ạ. Cái này cũng khá là dễ mà nó mang tính giải trí cao anh em ạ. À, chúng ta bù đón nào. Ôi đỉnh mà anh con nhảy anh em ạ. Rồi cứu lại rồi. Nhiều xe này làm sao đi được ta? Đâu, ùn thế này làm sao mà đi được nhỉ? Vô lý. Làm sao đi được qua anh em nhỉ? Mình chưa hiểu làm sao đi được qua ùn như thế này. Game khó vãi. Ùn như thế chơi quả chôn vãi anh em ạ. Nhảy, ông mà nhảy lên đầu mày sợ quá cơ. Đấy, nó phải rộng kiểu như thế này này, đi mới dễ này. Rồi. Ăn kẹo anh em ạ. Đừng mày nó rơi bút. À.
Được đấy nhá. Đã định mạnh nhảy rồi, nhảy xì rồi. Cái gì đây? Mà anh chết rồi, quả không cứu được con đách này rồi. Anh em ạ, không cứu được con đách này rồi. Mình không quên. Ai đã nhảy xịt mà không quên bắn cái nó đánh bánh, sao cái đầu xế. Cay thế nhở. Đầu xe anh em ạ, đây chúng ta qua màn rồi, không biết có được sao nào không. Ấy chà chà, qua màn rồi anh em nhớ. Đó, qua màn rồi nha anh em chưa, qua màn rồi đó anh em chưa, đất nha. Rồi ok. À lại chơi lại à, thôi chơi thế thôi anh em nhé. Đó thì đấy là cái game gọi là con ếch nhá. Rồi tiếp theo chúng ta test thử cái game này đi. Game này mình mới tải về nhưng mà mình cũng chưa chơi, cũng không biết nó thế nào anh ạ. Đây game này mình mới tải về này thì mình cũng chưa chơi lần nào luôn. Đấy mới tải về hôm qua thì thấy nhiều người cũng chơi cái game này nên là mình cũng tải về gọi là test cho anh em. Đấy anh em đợi một chút cho nó loát nha. Mình cũng không biết game này như thế nào thì mình vào mình trải nghiệm luôn để anh em xem nhé. Đấy thì anh em thấy thì map phím nó chỉ mất khoảng vài phút của anh em thôi là anh em có thể chơi ok ngon lành rồi. Anh em đợi một chút làm gì ấy. Gì đây, sao có con cá các kiểu ở đây. Game này dưới đại dương à. Uầy, đây là lần đầu tiên mình chơi game này luôn anh em ạ. Wow, không biết có gì không. Làm gì đấy, sao đâu ấy nhỉ. Không có skip bỏ qua nhỉ. Into the Dep Dep à. Dep 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 có nghĩa gì nhỉ. Thôi kệ đi, không quan tâm anh em nhé. À, yes đi. Chả biết tiếng Anh là cái gì luôn anh em ạ. Hay giờ. Rồi, mình sẽ vào để xem lối chơi của nó như thế nào để mát phím luôn cho anh em xem nhé. Biết game này có phải mát phím không? Mát cũng khá đơn giản. Gì đây? Nâu lên thế. Bỏ qua đi. Cho nhanh, đỡ mất thời gian anh em ạ. Rồi, trên đây như nào ta? Gì đây? À, thằng này nó đang sửa máy này anh em ạ. Xong rồi tự dưng có cái băng nó tòi lên làm hỏng hết cái máy của nó và thằng này sẽ phải chạy trốn khỏi cái đóng băng này. À, đúng không anh em nhỉ? Chắc là thế thôi. Đấy rồi thằng này sẽ phải chạy trốn khỏi cái đóng băng này. Đúng không nhỉ? Không phải. Gì đây? À cái này để bắn đấy anh em ạ. Nút bắn là nút nào nhỉ? À đấy cũng không phải mắc phím lại anh ạ, nó cũng rất đơn giản. Gì đây? Nói chung là mình chưa hiểu cái lối chơi của cái này là anh ạ. Nhặt cái gì ấy? Là như nào? Tu đai này. Ô sao em vừa kính cha chết nhỉ? Ơ à, chưa hiểu lắm, chưa hiểu của cái lối chơi này làm anh em ạ. Tụng đai chắc là rơi xuống đây là chết anh em ạ, cứ rơi xuống đấy là chết. Ok mình sẽ thử lại một lần nữa nhé. Vậy là chúng ta sẽ phải
nút gì nhỉ? À đúng rồi, nút soi đèn anh ạ, đây là soi đèn, nút ba lô này. Ba lô không mở được ta. Nút này. Ok, vậy mình sẽ thử di chuyển ngược lại xem. Đây, di chuyển ngược lại anh em ạ. Bò lên trên đây. À, nghe khó hiểu nha. Game nghe khó hiểu nha. Bò lên xong rồi có cái thanh màu xanh này. Em ạ. Có nghĩa là sao ta? Anh em nào biết chơi game này comment xuống bên dưới cho mình nhé. Game này mình chơi khó hiểu quá anh em ạ. Không hiểu được cái lối chơi của game này lắm mà mình thì lại rất là dốt tiếng Anh. Đấy, nên thành ra đọc đọc nó cũng không hiểu cơ. Nếu lên trên này rồi làm gì tiếp ta? Không mình dụng xuống à? Khó thế nhỉ? Đây làm gì? À, chúng ta đập đá. Game này đi đập đá anh em ạ. Game này là chúng ta phải đi đập đá, đúng rồi. À, game này game đập đá anh em ạ. Game này game xuống biển nhưng mà chúng ta đập đá này. Đoán thế đúng không anh em? Chưa khó hiểu lắm thôi. Thôi thế thôi anh em nhé. Test demo anh em biết là nó chơi được đấy. Nhưng mà mình đếch biết chơi thế nào anh ạ. Khó hiểu quá. Chưa khó hiểu thôi. Bỏ qua nhá. Đó, đó là cái game gì đây. Mình cũng chả biết tên nó có cái gì cả. Shinsekai à. Chưa game khó hiểu quá. Thì ngoài chơi game trên gọi là Apple Kết anh em ạ. Apple Card hay cái Apple Kết gì đấy. Đấy, ngoài chơi game những cái game ở trên đây thì anh em đấy nói chung anh em có thể vào đây tải rất là nhiều game này chưa. Đấy, anh em tải rất là nhiều game đấy. Đó, khá nhiều game luôn nhá. Đấy, anh em tải chưa? Khá nhiều game. Đó. Thì anh em hoàn toàn có thể vào đây tải khá là nhiều game đây. Đấy. Tùy có là game logo, game các thứ này em nhá. Đấy, nói chung anh em tải về chơi game em mắc phím là chơi ok anh em nhá. Em chỉ cần tải game về, mắc phím là chơi ok, ngon lành em nhé. Đó, ok rồi. À, quay lại kiểu gì ta. Đấy, đấy. Dùng chuột hoàn toàn ok nhé. Đấy, thì ngoài game này thì anh em có thể chơi những game khác, ví dụ là Audition này. Đấy, ví dụ là Audition hoặc là PUBG Mobile cũng chơi ok anh em nhé. Đó, thì vừa rồi là mình vừa test một số những game ở trên cái Apple Arcade này. Đấy, thì anh em thấy chơi nó cũng là nó khá là ok. Và mà anh em không cần phải sắm những cái bàn phím tay cầm khác, anh em chơi game bằng bàn phím với chuột. Đấy, thì ở đây có rất là nhiều game, có là những cái tựa game gia đình, những tựa game gia đình rất là vui nhộn. Đấy, thì anh em có bộ bàn phím chuột này rồi, hoặc anh em nào mà chưa có thì có thể sắm về chơi thay cái tay cầm rất là ok nhá. Đấy, thì cái này em cũng hoàn toàn nó rất là nhỏ gọn, thì anh em nó cầm tay để chơi, nó kết nối bằng bluetooth mà, anh em hoàn toàn cầm tay để chơi nhá. Nó cũng rất là nhỏ gọn, nó chơi được rất là nhiều tựa game nhá. Apple Arcade hoặc là để anh em giải trí, hoặc anh em chơi PUBG, chơi hát hoặc là những cái tựa game khác nhá. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhá. Anh em mà có quan tâm đến sản phẩm chơi game bằng bàn phím chuột này thì hãy cứ liên hệ với Apple Ba nhé, hoặc anh em có thể vào trang web nhá. Shopee nhá. Đây anh em đợi mình một xíu nhá. Anh em có thể vào trang web cho mình Shopee. Đây, anh em có thể lên YouTube nhé. Đây, anh em để dễ nhất thì anh em có thể lên YouTube này, là lên YouTube. Anh em search FTY cho mình nhá. FT Mobile nhá. Đó. Ok, để đơn giản nhất thì anh em lên YouTube, anh em search FT3. Anh em vào trang web vào kênh FT3 này, anh em vào phần video này, em ấn vào bất cứ một cái video nào này. Đó, anh em kéo xuống phần mô tả này, em hiển thị thêm này. Ở đây nó có phần web Shopee này, đây em thấy chưa? Anh em kích vào đây. Đó, anh em đợi một chút. Ok, thì đây là Shopee của FT3 này, anh em có thể thấy nhá. Đây là Shopee của FT3 nhé, anh em có thể ấn vào phần tất cả sản phẩm này. Đó, tất cả sản phẩm nhá.
Em đợi nó đoát một chút này. Đây, đây tất cả sản phẩm này. Em hoàn toàn có thể đặt cái Hanjoy K3 này nhé. Đây, Hanjoy K3 này. Nguyên cái bàn phím không này nhé, là Hanjoy K3 này giá là 1.080.000 nha. Anh kích vào đây đặt hàng nhé, anh người đặt hàng và vận chuyển đây nhé. Anh em hoàn toàn có thể nhập mã giảm giá 20k này được chưa? Nhập mã giảm giá 20k này, đã em hoàn toàn có thể vào đây đặt hàng nha. Ok, cảm ơn tay em nha. Xin chào anh em, bye bye nhé. Đây, rất là nhiều anh em đánh giá 5 sao tốt này được chưa? Đấy, sản phẩm như mong đợi, có lỗi nhỏ một chút nhưng mượt mà ok, đáng để mua. Ok anh em nhé. Đấy, em này chưa? Rất là nhiều đánh giá 5 sao nha. Đây. 4 4,9/5 anh em nhé, 4,9/5 luôn. Ok, cảm ơn anh nhá. Xin chào anh em. Bye bye.